Tôi là bác sĩ Hồ Việt Thu, là giảng viên của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và chuyên môn là sản phụ khoa và làm việc thường xuyên là bệnh viện Từ Dũ. Và nơi tôi làm việc là hướng dẫn sinh viên đi thực tập ở tại bệnh viện. Đến năm cách đây 6 năm thì lúc đó sức khỏe của tôi đã kiệt quệ và tôi biết đến sản phẩm vi sinh và tôi đã sử dụng sản phẩm vi sinh cho đến nay. Thì cả tôi không ngờ là cái sản phẩm đó đã mang lại sức khỏe rất là tốt cho tôi, cho chồng tôi, cho mẹ chồng tôi và cho mẹ tôi, các con tôi. Và từ đó thì tôi đã áp dụng cho cả họ hàng và cả bệnh nhân trong ngành sản phụ khoa. Và từ cái ngành sản phụ khoa thì hiện nay nhờ có sản phẩm Vision mà nó là một cái công cụ để cho tôi dùng cho tất cả mọi bệnh nhân. Và bây giờ tôi đã thành một bác sĩ đa khoa. Với cái sản phẩm Vision này tôi được cứu sống rất là nhiều người. Và một cái điều tuyệt vời nữa là cái sản phẩm Vision này nó đã giúp cho chúng tôi có cái cách để làm cho con người giảm ốm đau bệnh tật, không ốm đau bệnh tật. Thì đây là điều hạnh phúc nhất của tôi. Và cũng nhờ cái sản phẩm Vision mà tôi mới hiểu được thêm một cái triết lý mới mà tôi chưa được biết trước đây, là khi mình sử dụng sản phẩm tốt rồi thì mình chia sẻ trong cộng đồng và cuộc sống mình được thăng hoa hơn và mình được có rất là nhiều thứ ở trên đời cõi đời này thật sự mang lại hạnh phúc. Và đúng với cái nghĩa mà Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa, sức khỏe không phải là không ốm đau bệnh tật, mà khỏe về thể chất, khỏe về tinh thần, khỏe về mọi thứ trong quan hệ xã hội. Và trong đó đặc biệt một cái điều tôi yêu thích là khỏe cả về tài chánh. Và vợ chồng tôi năm nay cũng đã 64 tuổi và đi du lịch rất là nhiều nơi trên thế giới. Và một cái điều mà quá sức tuyệt vời nữa là cái sản phẩm Bioin. Cái sản phẩm Bioin nó đã thức tỉnh trong tôi và nó đã làm cho chúng tôi hiểu được rằng thật sự cái cứu cánh cứu con người hiện nay chính là ở Bioin. Bởi vì cái Bioin khi mà dùng sử dụng và dùng đúng thì một năm có thể là mình sử dụng hai gói Bioin trong vòng 5 năm liên tục thì lúc đó con người không hề ốm đau bệnh tật và con người sẽ sống đến 120 tuổi. Thì cái điều này là một cái điều mà tôi rất là tâm đắc và tôi cũng muốn được rằng mình cũng phải sống đến 120 tuổi, sống khỏe mạnh và sống giúp ích cho xã hội.